lá cái lô cỏ ấy. Thơm nhỉ? Ừ, thơm thật. Ăn thử đi, ngọt lắm. Cái này cứ giã này xong ăn luôn ạ. Vâng. Cứ giã này xong ăn luôn, không cần rang biết gì ạ. Có, nếu mà thích ăn rang thì mình rang lên cho này. Nếu mà nấu không nấu chả cố thì nấu chả cố xong thì rồi. Nấu cháo thì ngon lắm. Được cho vào ngăn lá để được 1 năm mà. Thế lúc ăn lúc bỏ ra tầm 15 phút lại. Thôi cho em cân. Em chỉ sợ không ăn được lâu. Em để quanh năm mà. À, nghĩa là mình ăn được cả cứ cho vào tủ đông xong rồi bỏ ra khoảng bỏ ra tầm 15 xong nó lại mềm như này luôn. Thôi thế này, lạ nhỉ. Lá dòng cái in lại mò tạm tại lại mò gì cái mùi nó thơm nhỉ. Em có hơn nó mà nhìn nó còn ngon đó còn đây mình ở đây người Thái đúng không anh? Người Thái ở cái suối nước nóng mình ngay đây. Bây giờ mọi người vẫn tắm bình thường đúng không? Vẫn tắm mà anh. Vẫn cái tục của mình vẫn duy trì. Vẫn như vậy. Vẫn cái đấy là từ đời xưa rồi. Bây giờ vẫn con trẻ cả trẻ con bây giờ con vẫn vậy. Vẫn thế mà. À. Nhưng mà cái đấy ngày nào mình tắm hay là tùy thôi. Hầu như là quanh đây thì ngày nào cũng tắm mà. Lúc đầu vào thì hơi nóng nhưng mà mình tắm xong ra là mát. Nó kiểu suối khoáng ấy, suối khoáng nóng. Đi đi mệt ngâm tầm 1-2 tiếng. Rồi. Vâng. Nó nhưng mà em thấy bảo đấy là mình tắm là khỏa thân hết à hay là có đúng không? Đấy. Thân trong ngâm. Nhưng mà cả ngon. Nam cả nữ tắm cùng nhau nữa. Ừ, tắm cùng nhau mà còn ngót. Mà tắm đấy chắc nó khỏe người ra đúng không? Nó khoáng. Có người yếu là say đấy anh ạ. À. Say á? Đấy. Bốc hơi nó nóng ấy. Là... Nhưng mà cái nước ấy nóng tầm khoảng bao nhiêu độ anh? Hay mấy độ rồi. Trước em đi lâu lâu cũng thấy bà con mình cứ ra tắm cả già trẻ lớn bé rồi trai nam nữ tắm bình thường. Trai tắm một bên, gái tắm một bên. Vâng. Mà đấy tối vẫn tắm thường. Mùa đông thì cả ngày cả đêm luôn. Cả ngày cả đêm luôn vâng. Chị Lạt này đem xuống đấy kia làm cái du lịch này. À, ở ngay dưới đây là kiểu là người ta thành bể biết cho du lịch này. Ông làm bể bơi mà. À, bể bơi. Để cả năm không sao đâu mà khi nào muốn ăn thì mình bỏ ra tầm 15-20 phút. Chưa biết để lâu mà em cốm này là năm nay để đến ngày này sang năm vẫn bình thường. Giờ này mình ở đây cũng có đặc sản xôi đúng không nhỉ? Xôi với gà đúng không? Xôi mà. Xôi cốm ấy. Xôi chả. Cái công đoạn là mình rang xong mình sát rồi. Sát qua trong cung giã. Xong này bỏ chấu đi. Xong này giã tiếp. Cũng nhiều công đoạn ghê nhỉ. Chưa sáng là bọn em phải dậy đi cắt mà. Nhưng mà nó vẫn thành hạt này là vâng. nó đang cứng mình vâng. Phải giá cho nó xẹp kiểu nó mềm nhai nó mềm đúng không? Vâng. Nó phải xẹp đi ấy này. Nó không nguyên hạt này. Dạ vâng. Nhìn cái màu dẹp. Màu cốm nó đẹp nhỉ. Lên màu cốm. Nhiều người về hỏi cứ bảo là pha màu nọ kia. Vâng. Nhưng mà cái này là tự nhiên đấy. Vâng. Chứ dưới Hà Nội giờ thấy là bảo toàn, là pha nhiều lắm. Toàn pha màu nọ kia. Mà ăn cái cốm mình trên đây ăn nó thơm mà nó dẻo hơn hẳn ấy. Nó khác mà. Ăn cái cốm ở dưới nó cứ cứng. Ở dưới xuôi mà cứ lên trên này là cứ hỏi là lấy cái gì
Mà tự sao nó lại xanh đấy? Nó lại xanh như này. Mình không biết trả lời á. Bảo là lấy phẩm màu. Cứ tự nhiên nó như vậy thôi. Đúng rồi. Mà cứ tự nhiên nó mình rang qua xong giã xong rồi nó mới ra màu xanh à? Đúng rồi. Quan trọng nhất là lúc rang ấy. Lúc rang là rang già, rang già lại vàng. À. Lúc lý can đây phải chọn những bông nào đều đều nhau. À. Già không lấy non. Mình rang già quá nó lại vàng, nó lại không đẹp cúm. Vâng. Rang non quá thì nó lại dính. Thế. Thì thế chứ không thì nó mới ra màu xanh như này chứ không làm sao nó ra được. Cảm ơn anh chị. À. Em đi giờ xuống nghĩa lộ nghỉ đấy. Mai về thủ đô và. Dạ vâng. Đây. Quán Hà Nam đúng không? Hà Nam. Vâng. Có số điện thoại rồi để em quay em cho lên. À thế à? Thế bây giờ dùng số gì? Vâng, ok. Có gì em cứ đưa lên. Vâng, em cảm ơn anh chị nhé. Vâng, chào các bạn, hiện tại mình đang đến nghĩa lộ đây rồi và mình có ở cái Dragonfly Hotel ở đây. Đây một cái khách sạn đẹp. Đây là một cái căn ở trong cái căn trong căn gọi là chuồn chuồn nghĩa lộ hay là còn gọi là Dragonfly Hotel ở đây. Thì mình thấy căn này nó rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi, trang bị các thứ ok. Mình thấy cái giá nó cũng rất là vừa phải thôi, các bạn không phải lo quá về giá đâu. Các bạn cứ check cái giá rất là hợp lý thôi, sàn sàn gỗ thứ và mình thấy rất là đầy đủ luôn. Đây. Em ơi, cho anh hỏi chút, nhà mình có nhà hàng ăn ở trong đây không? Ăn dạ, anh khách phòng ạ. Ở anh khách phòng. Dạ, anh có đặt trước không ạ? Không. Dạ, phải đặt trước. À, anh không biết có nhà hàng thế là phải ra ngoài. Rồi anh cảm ơn nhé. Ok thì bây giờ mình phải đi ra ngoài ăn thôi. Ăn ở đây phải đặt trước. Mình nghĩ là một khu khách sạn nó có sẽ có nhà hàng nhưng mà mình cũng không lưu ý cái việc đó. Rồi phải lấy xe đi thôi các bạn ạ. Cái khu này nó 3 sao, thấy phòng ốc nó rất là được. Đấy bây giờ các bạn nhìn cái con dốc này xuống cái đường lên khách sạn như kiểu đổ đèo này. Còn cao hơn cả đèo Khao Phạ. Đúng là Yên Bái khách sạn cũng phải lên đèo. Cái khách sạn này nó ở trên một cái đỉnh một quả đùi. Là đi xuống phải rất là vòng vèo. Ok mình ra ngoài và mình có search thì có nhà hàng cơm Mường Lò có nhiều món ngon và giá phải chăng thì mình sẽ tự đi đến đó các bạn nhé. Chào các bạn, mình ra cái nhà hàng cơm Mường Lò nhưng mà đông quá nên là mình sẽ qua cái nhà hàng cơm Nghĩa Lộ nó cũng được. Thấy cũng một cái quán thấy ở trên map thông báo. Mình sẽ vào xem có món lẩu nào ăn không. Đây món ngựa xào răm này. Còn đây là món lợn bản rang trái cạnh. Nhưng mà đây chưa thấy trái cạnh. Chắc là rang qua thôi. Canh cua, cà và rau muống ở đây. Hôm nay có lẩu nhưng mà thấy lẩu cập cổng, không có lẩu căng cố nên là thôi chuyển ra ăn cơm. Hiện tại mình vừa ăn xong ở quán nhà hàng Nghĩa Lộ. Mình bây giờ đang đi ra cái trung tâm của thị xã Nghĩa Lộ đây rồi. Ở đây mình đi qua thấy có khách sạn, đây tên là khách sạn miền Tây. Nhìn trông rất là đẹp. Trông khá là đẹp. Mình cũng hơi bị ấn tượng với khách sạn này. Thấy ở trong Nghĩa Lộ có nhiều khá nhiều khách sạn đẹp. Đẹp hơn ở thành phố Yên Bái cả. Và mình ăn ở cái nhà hàng này mình thấy cũng gọi là tạm được. Giá cả nói chung cũng gọi là tạm được thôi. Mọi thứ đều trong cái phạm vi chấp nhận được. Trong cái trung tâm thị xã Nghĩa Lộ của nó cũng không có gì, nó như một thị trấn của miền núi thôi. Đây các bạn ơi, đây buổi tối ở cái khu
Đó là gần Phà Lai đây, gần chuồn Nghĩa Lộ đây ạ. Ở đây cái khu này nó mình thấy chưa hoàn thành hẳn nhưng mà thấy cũng khá là đẹp rồi. Ngồi ở cái quán này, trước cái bể bơi là view toàn bộ cái xuống buổi tối, view xuống thị xã Nghĩa Lộ đây. Thì ở đây thì mình thấy khá nhiều dân quanh quanh hoặc là những nơi khác đến đây ngồi cái quán này. Quán này nó trong khuôn viên của khu nghỉ. Đấy, quán này ngồi khá là được. Check-in sống ảo đây cũng được, cái bể bơi vô cực này. Mà anh thử bơi xuống xem như nào. Ok thì mình sẽ review ngồi qua quán một chút xem để view xuống thành phố ban đêm này. Trông nó cũng khá là được. Bây giờ mình sẽ về đi nghỉ thôi, mai còn hành trình về Hà Nội nữa. Ok, chào các bạn nhé.